Hello everyone, chúng ta quay trở lại với chương trình Các Anh Lớp 4 Club của Success. Và hôm nay chúng ta giải cái đề thi ôn thi học kỳ 2 năm 2023-2024. Chúng ta là bài tập trong cái bài này thì chúng ta có factory là nhà máy. Nhà máy này, short là thấp, là short. Rồi chúng ta có meals là bữa ăn, meals, morning là buổi sáng, morning. Bây giờ chúng ta nhìn vô. I have a brother. Tôi có một anh trai. His name is Tom. He is tall. He has short hair. Trong cái trường hợp nó phải tóc hay là tóc thì chúng ta sẽ có tính từ là tóc dài, tóc ngắn. Ở đây chúng ta sẽ điền cái từ short là and a brown face là một khuôn mặt tròn. My brother is a worker. Anh trai tôi là một công nhân. He works at a factory. Công nhân thì làm việc trong nhà máy. Trong nhìn vô. On Sundays và các ngày chủ nhật, he stays home. Anh ấy ở nhà. He cleans the floors. Anh ấy lau nhà in the morning. Anh ấy lau nhà buổi sáng. In the afternoon, he cooks meals. Anh ấy nấu ăn. In the evening, buổi tối thì he washes the floor. Anh ta giặt đồ. Ok, vậy number one, shorts. Number two, factory. Number three, morning. Number four, meals. Ok, exercise 2. Bài tiếp theo của chúng ta đó là cái bài nhìn bức tranh và điền vô. Look at the picture and complete the sentences. There is one example. Example 1. I live in a village. Chúng ta look at the picture. What can we see? What can we see? We can see a village in the picture. 2. My house is next to the. Nhà của tôi thì gần cái tiệm gì đây? Tiệm là tiệm bánh, là bakery. Bakery, tiệm bánh. Number 3. The dress. Ta nhìn hình này chúng ta thấy đây là cái váy tiếng Anh của chúng ta skirt, the red skirt, $80. Câu số 4 các bạn nhìn thấy hai con công ở đây đúng không nào? Và con công của chúng ta đó là peacock, peacock phải thêm sờ vô bởi vì hai con trở lên là số nhiều rồi. Tôi thích con công bởi vì chúng múa rất, chúng nhảy rất là đẹp. Sang câu số 5, the weather, thời tiết như thế nào? Chúng ta nhìn trong hình và chúng ta thấy đây là gió. Trời có gió ở Gia Lai ngày hôm nay. Và câu số 6, what does your sister do? Đó là chị gái bạn làm nghề gì? Cô ấy là một y tá, nurse. Nurse. Ok, qua exercise 3, sắp xếp lại từ để tạo thành một cái câu hoàn chỉnh. Câu số 1 thì chúng ta thấy chủ ngữ ở đây đó là my grandmother, bà của tôi. Mai Tuyết Hoa, các bạn nhớ chủ ngữ ở đứng đầu câu như thế này. My grandmother, bà của tôi làm việc trong một, trên một cái nông trại. Động từ của chúng ta là works on a farm. Number two thì chủ ngữ đó là gì? Đó là bố mẹ tôi. My parents là bố mẹ tôi. Want là muốn đi siêu thị đúng không nào? Vậy bố mẹ của tôi sẽ là my parents. Okay, my parents want to go to the supermarket. Bố mẹ tôi muốn đi siêu thị. My parents want to go to the supermarket. Number 3, chúng ở đây là con đường, the street. Con đường, the street, và động từ to be là is. Very busy, con đường rất là nào bận rộn đông đúc đó. Number 4, chị gái tôi, my sister sẽ là chủ ngữ trong câu. My sister has a round face. Chị gái tôi có một khuôn mặt tròn. My sister has a round face. Number 5, bố của tôi sẽ là chủ ngữ trong câu. My father làm việc là work at a factory. Bố của tôi làm việc trong một nhà máy. Và chúng ta qua câu số 6. Nó là gì? Tôi làm việc nhà. Tôi làm việc nhà với bố mẹ tôi và mẹ chủ nhật. Chúng ở đây là ai? I do housework with my parents on Sunday. Okay. Câu số 7, chủ ngữ ở đây đó là bạn bè tôi, đúng không? My friends, những người bạn của tôi, my friends. Động từ của chúng ta đó là động từ live, và sống trên đường Trần Hưng Đạo, in Trần Hưng Đạo Road. Ok, number 8, chủ ngữ ở trong câu số 8 sẽ là mẹ của tôi. My mother, mẹ của tôi, is slim and beautiful, xinh đẹp.
Câu số 9. Câu số 9 đó là in the morning. In the morning. In the morning. Buổi sáng. Vào buổi sáng tôi đọc sách. Tôi đọc sách với tôi. I read. In the morning I read books with my father. Và câu số 10. He listened to music at the weekend. Anh ấy nghe nhạc vào các ngày cuối tuần. Ok. Rồi chúng ta tạm dừng tại đây.